khi ấy xá lợi tử thưa bạch thế tôn vì sao đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể biết như thật bố thí dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn tịnh giới cho đến tịnh lự ba la mật đa phật dạy xá lợi tử vì đem vô sở đắc làm phương tiện nghĩa là đại bồ tát khi thực hành bố thí hiểu rõ tướng của tất cả người thí người nhận và vật bố thí đều bất khả đắc có thể làm viên mãn bố thí ba la mật đa vì tướng phạm vô phạm bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tịnh giới ba la mật đa vì tướng động bất động bất khả đắc nên có thể làm viên mãn an nhẫn ba la mật đa vì thân tâm siêng năng biếng nhác bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tinh tấn ba la mật đa có loạn không loạn bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tịnh lự ba la mật đa vì tánh tướng các pháp bất khả đắc nên có thể làm viên mãn bát nhã ba la mật đa đó là đại bồ tát khi thực hành bố thí dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu ba la mật đa như vậy đại bồ tát khi thực hành tịnh giới dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu ba la mật đa cho đến khi thực hành bát nhã dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu ba la mật đa lại nữa xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát muốn được công đức của chư Phật trong đời quá khứ vị la hiện tại thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đến bờ kia của tất cả các pháp hữu vi vô vi thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt được các pháp chân như pháp giới pháp tánh vô sanh thực tế trong quá khứ vị la hiện tại thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thấu suốt tận cùng ba đời quá khứ vị la hiện tại, xanh hay bất xanh thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm bậc đạo sư cho tất cả thanh văn độc giác thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn hầu cận tất cả như lai thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn làm dòng họ quyến thuộc của tất cả như lai thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn được quyến thuộc đông thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn được thường cùng bồ tát làm quyến thuộc thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho đồ cúng dường của thí chủ được tiêu thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn điều phục tâm san tham không sanh tâm phạm giới, trừ bỏ tâm sân giận, tâm biếng nhác, dừng lặng tâm tán loạn, xa lìa tâm ác tọa thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho tất cả hữu tình an trụ vào việc tánh thí phước nghiệp, tánh giới phước nghiệp, tu tánh phước nghiệp, cúng dường hầu cận phước nghiệp, hữu y phước nghiệp thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn thấy hết vô số thế giới chư Phật trong mười phương, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhĩ nghe hết những lời Phật dạy trong vô số thế giới khắp mười phương, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết như thật về pháp tâm, tâm sở của tất cả chư Phật trong hàng hà xa số thế giới khắp mười phương, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được nghe chư Phật Phật trong mười phương thế giới thuyết pháp cho đến chứng quả vô thượng Bồ Đề không đoạn tuyệt, thì nên học bát nhã ba la mật đa, nếu Đại Bồ Tát muốn thấy tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương, ba đời quá khứ vị la hiện tại thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với mười hai bộ kinh mà chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ vị la hiện tại đã thuyết, khế kinh, ứng tụng, thọ ký, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy pháp, thí dụ luận nghị mà các thanh văn chưa từng nghe đều có thể thọ trì thông suốt cứu cánh thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn đối với Pháp môn mà chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ vị lai hiện tại đã thuyết, tự mình đã thọ trì thông suốt rốt giáo, lại có thể giảng thuyết như thật cho người khác, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với Pháp môn chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ vị lai hiện tại đã thuyết, tự mình thực hành như thật, lại có thể khuyên bảo người khác thực hành như thật thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn chiếu ánh sáng đến vô số thế giới tối tăm hoặc thế giới trung gian khắp mười phương nơi mà ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại Bồ Tát muốn đối với chúng hữu tình trong vô lượng thế giới, bị tà kiến không nghe đến danh hiệu Phật pháp tăng trong mười phương mà có thể khai thị giáo hóa, làm cho họ phát sanh chánh kiến, nghe danh Tam Bảo thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình muốn làm cho hữu tình trong vô số thế giới trong mười phương, người mù có thể thấy được, người điếc có thể nghe được, người câm có thể nói được, người cuồng nhớ nghĩ được, người loạn ổn định được, người nghèo được giàu người thiếu áo được áo người đói được thức ăn người khác được uống nước người bệnh được trị lành người xấu được đẹp người tàn tật được đầy đủ người thiếu các căn được đầy đủ người mê được tỉnh ngộ kẻ mệt mỏi được thư thái tất cả hữu tình với tâm bình đẳng đối với nhau như cha mẹ anh em chị em bạn bè thân thuộc thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát dùng oai lực của mình muốn làm cho chúng hữu tình trong hàng hà xa số thế giới khắp mười phương ở trong đường ác được sanh vào cõi thiện thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát dùng oai lực của mình muốn làm cho chúng hữu tình trong hằng hà xa số thế giới khắp mười phương quen theo nghiệp ác đều tu theo nghiệp thiện thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình, muốn làm cho chúng hữu tình trong hàng hà xa số thế giới khắp mười phương, người phạm giới được an trụ vào giới uẩn, người chưa được định đều an trụ vào định uẩn, người có tuệ ác đều an trụ vào tuệ uẩn người không được giải thoát đều trụ giải thoát uẩn người không được giải thoát tri kiến đều trụ giải thoát tri kiến uẩn người chưa đắc kiến đế thì được quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác hoặc chứng đắc vô thượng bồ đề thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn học oai nghi thủ thắng của chư phật làm cho các hữu tình trông thấy không chán dứt tất cả điều ác sanh tất cả điều thiện thì nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa này xá lợi tử đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ chừng nào ta mới được như voi chúa dung nghi đĩnh đạc nghiêm nghị thuyết pháp cho đại chúng muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được thân ngữ ý nghiệp hành động theo trí tuệ, luôn được thanh tịnh, Muốn đạt được điều này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được chân đi cách đất chừng bốn ngón tay một cách tự tại. Muốn được việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng trời tứ đại vương, cho đến trời sắc cứu cánh, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, cùng nhau đi đến cội bồ đề muốn thành tựu việc này nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ chừng nào ta mới được vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh ở dưới cội bồ đề đem thiên y làm tòa muốn thành tựu việc này nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được ngồi kiết già dưới cội Bồ đề, dùng tay với các tướng vi diệu trang nghiêm vỗ vào đại địa, làm cho địa thần và các quyến thuộc đồng thời vọt lên muốn được việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được ngồi dưới cội Bồ đề làm cho các ma quy phục, chứng đắc quả vô thượng bồ đề, muốn được việc này nên học Bát nhã Ba la mật đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được thành chánh giác, khi đi đứng ngồi nằm ở chỗ nào thì chỗ ấy đều thành kim cương, muốn được điều này thì nên học Bát nhã Ba la mật đa. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới bỏ nước xuất ra, cũng đến ngày đó thành vô thượng chánh giác, rồi cũng đến ngày đó chuyển bánh xe chánh pháp, làm cho vô lượng vô số hữu tình xa lìa trần cấu sanh pháp nhãn thanh tịnh, lại làm cho vô lượng vô số hữu tình hết hẳn các lậu, tâm và tuệ giải thoát, cũng làm cho vô lượng vô số hữu tình không thối chuyển đối với quả vô thượng Bồ đề muốn được việc như vậy nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được vô thượng Bồ đề, vô lượng vô số thanh văn Bồ Tát làm chúng đệ tử, mỗi khi thuyết pháp làm cho vô lượng vô số hữu tình ngay tại chỗ ngồi chứng quả A La Hán, lại làm cho vô lượng vô số chúng sanh cũng ngay tại chỗ ngồi đối với quả vô thượng Bồ đề không thối truyền, muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được sống lâu vô lượng, được vô biên ánh sáng tướng tốt tra nghiêm, người xem không chán, lúc bước đi hoa sen ngàn cánh thường đỡ nơi chân, làm cho trên mặt đất hiện thiên bước vân, mỗi bước đi đại địa chấn động mà không làm tổn hại hữu tình nào trên đất. Khi muốn ngó lui toàn thân đều xoay lại bước chân đi dậm tận bờ kim cương như bánh xe lăn đến đâu đất cũng đều rung theo muốn được như vậy nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được các chi tiết trên toàn thân đều phóng ánh sáng, chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, ánh sáng chiếu đến đâu đều làm lợi ích lớn cho chúng hữu tình, muốn được như vậy nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, khi tôi được vô thượng tránh đẳng, nguyện quốc độ tôi không có tất cả các tên tham dục sân giận si mê, chúng hữu tình trong đó thành tựu diệu tuệ, do sức tuệ này liền suy nghĩ bố thí điều phục an nhẫn tinh tấn tịch tịnh quán kỹ địa các buông lung tu hành phạm hạnh từ bi hỷ xả không làm não hại hữu tình như cõi phật khác đâu chẳng lành thay muốn viên mãn nguyện này nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ khi ta được vô thượng chánh giác việc hóa độ đã chu toàn sau khi niết bàn chánh pháp không có thời kỳ diệt tận thường làm lợi lạc cho chúng hữu tình muốn viên mãn nguyện này nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa suy nghĩ, khi ta được vô thượng tránh giác, nguyện cho chúng hữu tình trong hàng hà xa số thế giới khắp mười phương nghe danh ta, đều được vô thượng tránh giác, muốn viên mãn nguyện này nên học bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử, nếu các đại Bồ Tát muốn thành tựu vô lượng vô biên công đức thì nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì nhất định sẽ thành tựu công đức như vậy. Lúc bấy giờ, ba ngàn đại thiên thế giới, trời tứ đại vương đều rất vui mừng, đồng suy nghĩ. Nay chúng ta nên đem bốn bát dâng cúng Bồ Tát này như ngày xưa thiên vương dâng bát cúng Phật. Khi ấy ba ngàn đại thiên thế giới, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, đều rất vui mừng đồng suy nghĩ. Chúng ta nên mau đến cúng dường hầu cận Bồ Tát như vậy, làm cho A tố lạc hung ác giảm xuống, để cho chư thiên và các quyến thuộc tăng thêm. Lúc ấy trong ba ngàn đại thiên thế giới, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời đại quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, đều vui mừng hớn hở, đồng suy nghĩ, chúng ta nên thỉnh Bồ Tát như thế, mau chứng vô thượng chánh giác, chuyển bánh xe pháp luân làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, này xá lợi tử. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa làm cho sáu ba la mật đa tăng trưởng thì các thiện nam thiện nữ ở thế giới kia đều rất vui mừng đồng suy nghĩ, chúng ta nên thỉnh Bồ Tát như vậy làm cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc, bạn bè quen biết khi ấy ở thế giới kia trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh đều hoan hỷ được diễm phúc đồng suy nghĩ Chúng ta nên bày các phương tiện làm cho Bồ Tát này lìa phi phạm hạnh, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao? Vì nếu bị nhiễm sắc dục, sanh nơi phạm thiên còn bị chướng ngại, huống là đắc vô thượng tránh đẳng giác. Vì thế, Bồ Tát nào đoạn dục xuất gia tu phạm hạnh, có thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chứ không phải kẻ chẳng đoạn. Lúc ấy xá lợi tử thưa, Bạch Thế Tôn chư Đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, bạn thân không? Phật dạy, này xá lợi tử, có Bồ Tát có đủ cha mẹ, vợ con quyến thuộc mà vẫn tu hạnh Đại Bồ Tát, hoặc có Đại Bồ Tát không có vợ con, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật thường tu phạm hạnh, vẫn còn đồng chân. Hoặc có Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo thị hiện hưởng thọ năm dục, nhằm bỏ xuất ra mới đắc vô thượng chánh giác. Này xá lợi tử, ví như nhà huyễn thuật, hoặc học trò của người ấy giỏi nghề huyễn thuật, giả làm năm dục, rồi cùng nhau vui chơi thỏa thích, ý ông thế nào huyễn làm ra đó có thật không? xá lợi tử thưa bạch thế tôn không phật dạy này xá lợi tử đại bồ tát cũng vậy vì muốn giáo hóa chúng hữu tình nên bồ tát dùng phương tiện thiện xảo hóa hiện thọ hưởng năm dục nhưng đại bồ tát này ở trong năm dục rất là nhàm chán không bị năm dục làm nhiễm ô mà dùng vô lượng pháp môn của trách các dục Dục là lửa giữ thiêu đốt thân tâm, dục là dơ xấu làm ô nhiễm mình và người. Dục là đồ tẻ thường làm hại cả ba đời quá khứ vị lai hiện tại. Dục là oán địch, thường dình tìm làm suy tổn. Dục như đuốc cỏ, dục như quả đắng, dục như kiếm nhọn, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giếng tối. Bồ Tát dùng vô lượng thứ tội lỗi như vậy để quả trách các dục đã hiểu biết rõ tội lỗi các dục rồi, nào có chân thật mà thọ hưởng các dục, chỉ vì làm lợi ích giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo thị hiện thọ hưởng các dục.